Mở đầu bản tin tuần Văn Lang News số 45 là tin vui. Trường Đại học Văn Lang đón nhận chứng nhận 4 chương trình đào tạo đạt kiểm định AUNQA. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy của Văn Lang. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại sự kiện quan trọng này ngay bây giờ nha. Trong nhiều năm qua, hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Văn Lang có sự phát triển đồng bộ và đã được công nhận chất lượng từ các tổ chức xếp hạng trong nước và quốc tế như chứng nhận xếp loại QS-STA 4 sao, 10 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc gia. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang long trọng tổ chức lễ công bố chứng nhận chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng AUNQA cho 4 ngành: kế toán, thiết kế đồ họa, quản trị khách sạn và công nghệ kỹ thuật môi trường. Nhà trường vinh dự đón tiếp ông Johnson Onchibin, thành viên sáng lập hội đồng AUNQA, chuyên gia đào tạo của tổ chức AUNQA, tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá viên của tổ chức AUNQA. Phát biểu khai mạc sự kiện, tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh, chất lượng là yếu tố then chốt được nhà trường ưu tiên và chú trọng từ cấp độ cơ sở đến cấp độ chương trình đào tạo. Cho đến nay, 4 năm theo đuổi mục tiêu đánh giá chất lượng của IUNQA cũng là hành trình cho phép các nhà đào tạo của Văn Lang tự nâng cấp chương trình, tăng cường đội ngũ giảng viên, trình độ tiến sĩ, giỏi ngoại ngữ, tăng cơ hội làm việc ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới cho người tốt nghiệp để trở thành những công dân toàn cầu. Trên hành trình tiến về phía trước, Trường Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định cơ sở giáo dục lần 3 cũng như kiểm định chất lượng những chương trình còn lại theo chuẩn quốc gia và quốc tế. Kết quả và những chính sách từ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng sẽ là nguồn lực lớn để trường hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trường đại học được ngưỡng mộ tại châu Á vào năm 2030 và được xếp hạng top 500 đến 600 trường học tốt xuất sắc dự thi ở trong vòng 5 năm tới. 4 ngành đào tạo đạt chứng nhận kiểm định AUNQA đánh dấu sự phát triển của hoạt động kiểm định chất lượng của Trường Đại học Văn Lang. Văn Lang News xin chúc mừng dấu ấn quan trọng này của nhà trường. Ngày 7 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình tập huấn, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo theo khung OBE tại Đại học Văn Lang, dành cho 50 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Tại chương trình, các thầy cô Trường Đại học Văn Lang đã tham gia các hoạt động đối thoại, làm việc nhóm, thuyết trình các nội dung liên quan đến việc triển khai khung OBE trong thiết kế, triển khai và đánh giá chương trình đào tạo, lựa chọn chiến lược, hoạt động kiểm tra đánh giá, thiết kế đề thi phù hợp với chuẩn đầu ra môn học. Chương trình tập huấn không chỉ là cơ hội để các cán bộ, giảng viên, nhân viên Văn Lang giao lưu học hỏi, mà còn mang lại kiến thức bổ ích, hỗ trợ quá trình tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo của nhà trường trong tương lai. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Khoa Môi trường đã tổ chức seminar xây dựng giao diện khoa học, công nghệ và đổi mới cho nền kinh tế tuần hoàn trong chuyển đổi chất thải nông nghiệp sang năng lượng ở khu vực ASEAN. Với sự dẫn dắt của giáo sư Chetty Japan Viswanathan, giáo sư top 1% thế giới đang công tác tại Viện Công nghệ Châu Á AIT Thái Lan. Tại seminar, giáo sư Chetty Japan Viswanathan đã trình bày và trao đổi cùng giảng viên, sinh viên Văn Lang các nội dung về mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, cơ hội chuyển đổi chất thải nông nghiệp ở châu Á. Qua buổi gặp gỡ, hy vọng các bạn sinh viên đã tích lũy thêm nhiều kiến thức khoa học, cập nhật xu thế mới. Tiếp nối hành trình vì cộng đồng, tuần vừa qua các khoa viện đào tạo tại Văn Lang đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật tại các tỉnh thành. Các bạn hãy cùng Mỹ Như nhìn lại các hoạt động này nha. Vừa qua, khoa xây dựng Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, khoa xây dựng và khoa răng hàm mặt đã có mặt tại trường tiểu học Phù Đổng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để bàn giao hệ thống giếng khoan, bơm và máy lọc nước với tổng trị giá 50 triệu đồng cho nhà trường và địa phương. Ngày 5 tháng 6 năm 2022, tập thể giảng viên, sinh viên khoa xây dựng
đã đến thăm cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiên Phước, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng cho các em nhỏ những phần quà thiết thực như gạo, sữa, tã, mì gói, nhu yếu phẩm. Tổng giá trị quà tặng là 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn hội khoa xây dựng cũng đã tổ chức chương trình Về nguồn tại địa đạo Củ Chi nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và gắn kết tinh thần của các bạn sinh viên. Tô màu giấc mơ là dự án cộng đồng do khoa kiến trúc khởi xướng với mục đích lan tỏa niềm vui và giá trị yêu thương đến với cộng đồng học sinh khiếm thính và khuyết tật trí tuệ tại 8 trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022, Tô màu giấc mơ bao gồm 102 bạn sinh viên đến từ các khoa đào tạo và 5 giảng viên khoa kiến trúc sẽ hướng dẫn các em học sinh khiếm thính và khuyết tật trí tuệ tìm hiểu về mỹ thuật, kiến trúc, phát triển khả năng sáng tạo thông qua màu sắc, vật liệu và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vâng, Lan Niu xin chân thành cảm ơn thầy trò khoa kiến trúc. Chúc dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, gieo thêm yêu thương và hy vọng cho cuộc đời. Nhằm chào mừng 50 năm Ngày Môi trường Thế giới, Khoa Môi trường Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hai hoạt động gắn kết tinh thần các thế hệ sinh viên. Ngày 5 tháng 6 năm 2022, buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ của sinh viên môi trường Trường Đại học Văn Lang có sự góp mặt của 80 thành viên là các thầy cô, cựu sinh viên, học viên cao học và các đại diện của doanh nghiệp đã hợp tác và gắn bó với Khoa Môi trường từ những ngày đầu thành lập. Cũng trong ngày 5 tháng 6 năm 2022, chung kết giải bóng đá tranh cúp Văn Lang do cựu sinh viên khoa môi trường Trường Đại học Văn Lang tổ chức đã tìm ra được những đội tuyển đạt thứ hạng cao. Văn Lang News xin chúc mừng đại gia đình môi trường mãi đoàn kết và chung tay tạo nên những giá trị đẹp, tích cực cho cộng đồng Văn Lang và ngoài xã hội. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, đội tuyển bóng chuyền Trường Đại học Văn Lang vừa xuất sắc đoạt giải nhì giải thi đấu bóng chuyền nam của thi đua 21, giải đấu do Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đăng cai tổ chức. Với sự tham dự của các đội tuyển đến từ 7 trường đại học, tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ, nhân viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe. Văn Lang News xin chúc mừng những nỗ lực của đội tuyển Văn Lang. Tuần vừa qua, sinh viên Văn Lang đã ghi nhiều dấu ấn tại các cuộc thi, chương trình sinh viên. Mở đầu các tin tức về chuỗi hoạt động sinh viên là tin tức sinh viên khóa 23 ngành quan hệ công chúng đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mr. National Universe diễn ra tại Thái Lan, đưa nhan sắc Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, Ngô Hoàng Phi Việt, sinh viên khóa 23 ngành quan hệ công chúng, đã xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi Mr. National Universe Nam Vương Hoàng Vũ Quốc gia 2022 diễn ra tại Thái Lan. Phi Việt là ứng viên được đánh giá tiềm năng ngay từ những ngày đầu tham gia với body chuẩn, phong thái trình diễn chuyên nghiệp, tự tin. Hiện tại, Phi Việt đang là chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính, người mẫu ảnh và vũ công chuyên nghiệp. Văn Lang News xin chúc mừng Phi Việt với những nỗ lực làm rạng danh nước nhà tại đấu trường nhan sắc quốc tế nha! Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Khoa Môi trường tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 14 sinh viên, khóa 24, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Trong đợt tháng 6 năm 2022, 8 đề tài khóa luận tốt nghiệp tập trung vào chủ đề thiết kế trạm xử lý nước thải ở các khu dân cư, công ty, doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu hệ thống quản lý môi trường, từ đó tìm ra phương pháp giải quyết chất thải, các yếu tố gây hại. Nhiều đề tài được hội đồng đánh giá khả thi, có ý nghĩa thực tiễn. Văn Lang News xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình nhé. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức ngày hội No Internet Day 2022 với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Văn Lang. No Internet Day 2022 là sân chơi được tổ chức với tinh thần tạm gác lo âu, tạm xa điện thoại để các bạn sinh viên được cháy hết mình với các hoạt động ngoài trời, kết nối với mọi người xung quanh và tận hưởng trọn vẹn các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, đặc sắc. Mong rằng thời gian sắp tới, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên dưới mái nhà chung Văn Lang nha! Tiếp nối thành công của Full Fire 2019, Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang tổ chức đêm đại nhạc hội truyền thống False Melody 2022. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chào mừng các bạn sinh viên khóa 27, mà còn là một lời tạm biệt các bạn sinh viên năm cuối, cũng như gắn kết toàn thể các bạn sinh viên khoa luật lại với nhau. Các bạn sinh viên khoa luật đã mang đến chương trình không gian âm nhạc sôi động thông qua các tiết mục văn nghệ dự thi được đầu tư một cách chỉnh chu bài bản. Văn Lang News xin chúc mừng khoa luật đã tổ chức chương trình False Melody 2020 thành công. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, đại nhạc hội truyền thống của Khoa Quản trị Kinh doanh BASE chính thức quay trở lại sau thời gian tạm hoãn do dịch bệnh. BASE 2021 với chủ đề Starry Night, đêm đầy sao, có sự góp mặt của hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Văn Lang.
gây ấn tượng với các tiết mục chỉnh chu, dàn dựng hoành tráng, công phu cùng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tất cả đã hòa quyện với nhau tạo nên một lễ hội âm nhạc đáng nhớ đối với các sinh viên khoa quản trị kinh doanh nói riêng và sinh viên Văn Lang nói chung. Cảm ơn các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh đã mang đến một mùa PACE thành công rực rỡ nha. Những hình ảnh về Đại Nhạc Hội PACE 2021 đã khép lại bản tin tuần và lần news số 45. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube Trường Đại học Phan Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin và lần news tuần sau.